mình cực kỳ là yêu thích thú cưng. Mọi người ở đây có ai giống mình hay không? Nhượng Nhi. Dạ. Có thích thú cưng không? Dạ có, nhà em có nuôi hai bé chó. Vậy mọi người hãy đoán xem mình là ai nhé. Ồ, vậy thôi. Và nếu như mọi người vẫn còn cảm thấy phân vân thì ngay sau đây sẽ là một phần trình diễn kỹ thuật biểu diễn tưởng tượng với vai diễn là một nghệ sĩ đánh đàn piano. Xin mời trợ lý. Ồ, là em không? Đúng rồi. Ủa, nhưng mà như 2, 1. Cái gì đấy? Em không biết đánh đàn. Đi chị Hà, cái lúc mà em làm vậy nè, anh chị đừng có quan sát em. Anh chị phải quan sát 5 người trên kia kìa. Đúng rồi. Ai có một cái nét kiểu như là đây sao bị rối luôn á. Đúng rồi. Kiểu như là khi mà em đang làm vậy nè ha, đụng tới nghề nghiệp của họ đó, là anh chị phải quan sát 5 người đó là ai có cái thái độ khi dễ em á thì là người đó. Khả năng số 2 thì cao hơn. Cho sao nãy em cứ chọn số 2. Vẫn là số 2. Em mê dài lắm đấy à. Mọi người sẽ lựa chọn số. Nếu mà lần này số 2 mà anh chật lất nữa, anh nghỉ cho em ra luôn nha. Sẽ không chọn em nữa. Mình chọn theo Diệu Nhi xem coi thế nào. Rồi giờ anh chọn đi nè, em bấm chuông. Cái gì vậy? Vui gì hết mà chọn nó coi. Vui gì hết mà. Diệu Nhi ơi, số. Cái sự mà giác quan của em có đáng tin tưởng không? Em chọn Đại mà em có giác quan đâu. Sao kỳ vậy? Mà nghỉ chơi đi về luôn cho rồi. À, thôi được bình tĩnh ra đây ngồi đây. Bởi vậy anh nói em nghe Diệu Nhi đi, em không chịu nghe Diệu Nhi. Hiệp thì chọn số 5. Hà thì chọn số 3. Bây giờ xem trợ lý chọn số mấy. Em thì anh biết tính em rồi đó, em không có thích chọn chung cái số với lại khách mời. Em sẽ chọn số 2. Hay quá. Nè, rút kinh nghiệm nghe chưa, mốt đi chơi để anh bấm chuông. Em đừng bao giờ bấm chuông nghe hè. Em bấm chuông toàn là thua không ha.